Xin mến chào quý vị, cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Có một lúc nào đó, quý vị chợt nhận ra một điều rằng, liệu sau bao nhiêu năm tháng xa cách, làm thân viễn xứ, nay mình trở về thăm quê hương, thăm bà con, cô bác, anh chị em ở Việt Nam. Hay nói cách khác là mình về mình thăm gia đình, cái mà gọi là tình thâm, máu mủ ruột thịt, thì họ sẽ đối đãi với mình ra sao? Trước đó, thưa quý vị, nhiều người đã về trước, họ đã trải qua những gì, vui hay buồn, tình thâm đối đãi với họ như thế nào, và họ là ai? Họ là những vị khán giả quý mến ở trên kênh của Thái Võ Canada. Họ chia sẻ lại rất sâu sắc tâm tư và nỗi niềm của họ, muốn cho nhiều người có thể cùng chia sẻ cái niềm tâm sự này. Chị Loan Nguyễn đã về Việt Nam và đã có chia sẻ lại: mọi người chúng tôi về thăm lại Việt Nam và người thân đều có cái nỗi thất vọng rất lớn. Họ thay đổi rất nhiều, cả nước Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Đừng mong chờ tình thân như những ngày xa xưa nữa. Buồn, buồn và buồn. Thưa quý vị, có lẽ là chị Loan đã phải trải qua nhiều tâm sự buồn khi mà về nước gặp lại người thân và gia đình. Vì vậy mà có thể thấy, không chỉ một vài người rơi vào cái tình cảnh trái ngang này, mà theo như chị nói là mọi người chúng tôi về thăm Việt Nam đều có chung một cái nỗi thất vọng rất lớn về tình thâm. Tức là rất nhiều người đã rơi vào cái hoàn cảnh đó, bị người thân đối xử không tốt. Và chị cũng nhận định là ở Việt Nam tất cả đều đổi thay, kể cả con người và lẫn là những thứ khác. Chị Aline Nguyễn cũng là một vị khán giả quý mến ở trên kênh, cũng có cái nỗi đau về tình thâm như là chị Loan. Mình đã từng bị gia đình khinh rẻ vì không có đeo vàng và hộp xoàn, mặc dù là mỗi chuyến về tốn ít nhất 7.000 đô la cho 2 tháng ở Việt Nam, chung chi, quà cáp chưa tính, mọi chi phí ăn uống mình là người trả tiền, nhưng vẫn không được lòng chỉ vì không có đeo vàng và hộp xoàn để cho mát mặt với hàng xóm. Thái độ ra mặt, giờ thì mình cạch mặt hết, không cần tình thâm gì cả. Có về Việt Nam mình xem như đi du lịch, không về nhà. Thà đồng tiền, mình giúp cho những người dân nước lã, họ còn có nghĩa tình. Dù biết rằng họ cũng vì tiền, nhưng thái độ không có như gia đình của mình, bức xúc lắm. Thưa quý vị, thật ra mà nói là việc đeo vàng hay là đeo hộp xoàn to hay là hộp xoàn nhỏ, thực ra thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Miễn sao mà bản thân mình trong túi có nhiều tiền và không phải mắc nợ ai, thì điều đó mới là cái điều quan trọng nhất. Nhiều người tuy rằng trên tay rủng rỉnh vàng, nhưng bản thân lại đang mắc nợ rất là lớn, và chưa biết là cái số vàng mà mình đang sở hữu thì nó sẽ ra đi bất kỳ lúc nào, điều đó chưa biết được. Người ta thường hay nói, tạo ra của cải vật chất được, nhưng mà giữ được thì mới là cái điều khó nhất. Và bên cạnh đó thì cái việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì thực sự đó là một điều rất sai lầm. Có thể là theo cái ý kiến cá nhân của Thái Võ đây, người giàu có thông thường thì họ rất ít khoe khoang những thứ gọi là vật chất qua vẻ bề ngoài. Thay vào đó thì nếu mà họ đã giàu thực thụ rồi thì họ sẽ không bao giờ muốn khoe ra những gì mà tài sản họ đang có, vì điều đó ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự an toàn của họ trong cái cuộc sống thời đại đầy rẫy mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn như hiện nay. Cho nên đó cũng là cái lý do dễ hiểu tại sao Việt Kiều về nước họ không bao giờ đeo vàng hay là đeo quá nhiều trang sức trên người. Thậm chí là nhiều người ở Việt Nam có lẽ chưa biết và cũng chưa có dịp được chứng kiến cách ăn mặc vô cùng giản dị của Việt Kiều tại hải ngoại ra sao. Vì đơn giản là ngày nào thì người ta cũng phải kiếm tiền, người ta ăn mặc làm sao cho nó thoải mái nhất, đủ giữ ấm cho cơ thể là cái mà quan trọng nhất để chiến đấu cho một ngày dài, cho công việc, thay vì là phải ăn mặc sang trọng, tay chân đầy vàng. Nói tới đây thì sẽ có người đánh giá rằng tại Việt Kiều nghèo quá, làm sao mà có tiền mua vàng mà đeo. Xin lỗi là nghèo giàu không quan trọng, nhưng cuộc sống của Việt Kiều chưa bao giờ phải thiếu thốn nơi xứ người, chưa bao giờ phải xin xỏ bất kỳ một ai, chỉ có từ cho tới cho nên mới có những cái sự việc đau lòng như thế này. Và cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình là giàu, đặc biệt là cũng chưa bao giờ
cảm thấy mình nghèo hơn ai cả. Nghèo tiền nghèo bạc thì có thể người này nghèo hơn người kia, nhưng đã là Việt Kiều thì ít nhiều ai cũng đều có một cái tấm lòng giàu có về tình thâm. Thưa quý vị, thật sự ra không chỉ riêng là bà con Việt Kiều chúng ta thì mới rơi vào những cái tình cảnh éo le và trái ngang liên quan đến mối quan hệ tình thâm, mà cả là những người đang sống trong đất nước Việt Nam, giữa những người trong nước và những người ở trong nước cũng sống trên một đất nước Việt Nam như nhau, nhưng họ cũng có nhiều cái mâu thuẫn về tiền bạc, đất đai ruộng vườn, khiến cho nhiều gia đình không nhìn mặt nhau, tất cả là chỉ vì tiền. Và thưa quý vị, một vị khán giả có tên là Tuyết Thanh Lâm đã chia sẻ: tôi làm chị trong một gia đình ở Việt Nam, 11 anh chị em, cực khổ buôn bán lúc trẻ nuôi các em, bỏ tiền xây nhà cha mẹ đàng hoàng cho các em ở. Nhưng khi dịch đến, buộc phải bán nhà về ở tạm cha mẹ. Vậy mà chúng nó đuổi, miệng thì nói nhân từ, không đuổi, nhưng hành động thì cất nước, đốt nhang cắm lên bàn thờ ông bà để phá. Tại vì hai mẹ con chị ở một góc trong phòng thờ, có lúc không cho xài nước, không cho đi nhà vệ sinh, buồn muốn chết luôn. Khi nhờ câu nước xài, khi thì cắt nước, chửi tục, chửi đến 3 lần, rồi còn dùng búa đòi đập đầu tôi. Ôi thôi, đừng nói đến người thân làm gì nữa, chỉ khi khó khăn mới biết người giúp mình, tiền gửi về xây nhà là chúng nó chiếm hết. Nếu thử nói bây giờ khó khăn về ở, coi nó cho ở hay không, đuổi đi như đuổi tà, và không bao giờ nghĩ đến anh chị em làm gì. Rất rất là phản phúc, hãy tránh xa những người như thế. Ngoài ra thì còn có bạn Mai Anh Vũ, là một người sống ở đất nước Việt Nam, chia sẻ rằng: tôi cũng giống như câu chuyện của người này. À, câu chuyện này có nghĩa là cái câu chuyện cách đây vài hôm Thái Võ đã chia sẻ nha quý vị. Tôi cũng giống như câu chuyện của người này, nhưng tôi chỉ ở trong nước. Từ đầu ở quê lấy chồng ra thủ đô Hà Nội. Từ khi lấy chồng ra thủ đô, tất cả anh em, chú bác, cô dì muốn gì, muốn mình giúp đỡ về tiền bạc. Lúc họ giàu rồi thì họ sống lợi dụng không được, còn lừa đảo, nói dối không thật lòng. À, thật ra bạn này chia sẻ thì nó cũng còn khá là mơ hồ, và Thái Võ cũng chưa hiểu được cái ý cho lắm. Nhưng mà đại khái là cái ý nôm na bạn ấy đang rất buồn về người thân của mình, buồn vì người thân đã lợi dụng mình liên quan đến tiền bạc. Mặc dù là cùng sống trên cùng một cái đất nước Việt Nam với nhau, chỉ cách hai miền Nam Bắc, nhưng mà giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn. Không riêng gì những bà con xa xứ mới gặp cái cảnh này, mà cả là những người xa quê cùng sống trên một đất nước. Ở đâu cũng có mỗi hoàn cảnh khác nhau, được và mất. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong cùng một gia đình, nơi mà chất chứa hai tiếng tình thâm. Thưa quý vị, thật sự ra trong xã hội này, những cái câu chuyện mâu thuẫn xích mích giữa người thân ở Việt Nam và bà con Việt Kiều thì nó chưa có bao giờ mà có hồi kết. Ngày hôm nay thì không chỉ riêng là người ở nước ngoài, mà cả là người sống ở trong nước thì họ cũng gặp phải cái vấn đề tương tự. Có người thì còn bị người thân đòi lấy búa đập đầu. Nhân cách ở đâu? Đạo đức ở đâu? Luật pháp ở đâu? Thật là mình không thể biết là phải nói làm sao cho những cái câu chuyện khá là đau lòng. Điều đó thì chỉ có quý vị mình là những người từng trải và sáng suốt nhất thì mới có thể đưa ra được cái lời nhận xét và đánh giá. Có thể là qua cái video clip ngày hôm nay, ít nhiều sẽ lan tỏa đến những người đã từng đối xử không tốt với thân nhân của mình, khiến cho họ có thể thức tỉnh lại và dừng lại đúng lúc ngay khi họ xem cái video ngày hôm nay. Không gì quý hơn tình thâm, không gì quý bằng tình thâm. Hãy biết yêu thương nhau khi còn tồn tại trên cõi đời này. Và nhìn chung là ngày hôm nay, đó là những gì mà Thái Võ muốn chia sẻ cho bà con, cô bác, anh chị mình Việt Kiều có thể được biết, cũng như là người dân ở trong nước Việt Nam có thể được lắng nghe. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, hãy ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm nhiều cái thông báo từ những thông tin tiếp theo. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và theo dõi hết cái thông tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.